Thái Bình Dương rốt cuộc lớn đến mức nào? Vì sao hình ảnh chúng ta thấy trên bản đồ thế giới ngày nay không phản ánh đúng diện mạo thực của Thái Bình Dương? Chỉ khi nhìn trên bản đồ vệ tinh, bạn mới cảm nhận được sự choáng ngợp và đáng sợ của nó. Bởi ở khu vực này, hầu như không có bất kỳ lục địa nào. Tất cả các lục địa đều bị dồn sang nửa kia của trái đất. Rốt cuộc chuyện này là vì sao? Là đại dương lớn nhất trên trái đất, Thái Bình Dương nằm giữa châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực và châu Mỹ. Diện tích khoảng 180 triệu km vuông, gần như chiếm 1/3 toàn bộ bề mặt trái đất. Không chỉ có thể chứa toàn bộ các lục địa vào trong đó, mà dải biển dài nhất từ bán đảo Mã Lai ở châu Á đến bờ biển Colombia ở Nam Mỹ, thậm chí còn có thể đặt cạnh nhau năm mặt trăng. Trong đó, điểm Nemo ở trung tâm Nam Thái Bình Dương là nơi xa đất liền nhất trên trái đất. Đó là một vùng trung tâm được bao quanh bởi ba hòn đảo. Ngay cả lục địa gần nhất cũng cách đó đến 2.600 km. Và môi trường ở đây vô cùng khắc nghiệt. Theo nghiên cứu của các nhà hải dương học, vì điểm Nemo nằm đúng vùng đứt gãy giữa các mảng thạch quyền, nên hoạt động địa chất tại đây diễn ra rất thường xuyên. Bởi vậy, tàu thuyền gần như không bao giờ đi qua khu vực này. Nếu nói ai là người đến gần điểm Nemo nhất, có lẽ chỉ có trạm vũ trụ ở độ cao 400 km. Và một Thái Bình Dương rộng mênh mông không chỉ gây choáng ngợp bởi diện tích mặt nước khổng lồ, mà độ sâu trung bình 3.957 m còn khiến nó trở thành đại dương sâu nhất thế giới. Đồng thời, ở phía tây bắc Thái Bình Dương còn có nơi sâu nhất từng biết đến của loài người là rãnh Mariana. Rãnh này dài khoảng 2.400 km, rộng trung bình khoảng 69 km, địa hình tạo thành một vòng cung khổng lồ hình lưỡi liềm. Theo suy đoán, khoảng 60 triệu năm trước, mảng Á Âu và mảng Thái Bình Dương đã va chạm với nhau tại khu vực này. Do lớp đá của mảng đại dương có mật độ cao hơn và nằm ở vị trí thấp hơn, nên nó đã trượt và cắm xuống bên dưới mảng lục địa. Từ đó hình thành nên rãnh Mariana với độ sâu trung bình gần 8.000 mét. Điểm sâu nhất của rãnh được gọi là vực thẳm Challenger. Độ sâu của nó thậm chí đạt tới 11.034 mét. Đến cả đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới cũng có thể đặt gọn trong vực sâu tưởng như không đáy này. Vậy câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc điều gì khiến Thái Bình Dương trở nên trống trải đến như vậy? Các nhà địa chất học dựa trên chuyển động của vỏ trái đất và thuyết trôi giạt lục địa đã đưa ra giả thuyết rằng khoảng 200 triệu năm trước, lúc đó các đại dương vẫn chưa chia tách các lục địa. Tất cả vẫn là một khối siêu lục địa mang tên Pangaea. Theo thời gian, sự chuyển động không ngừng của vỏ trái đất đã khiến Pangaea tan rã và tách thành nhiều lục địa mới. Dần dần, hình thành nên bốn đại dương như chúng ta thấy ngày nay. Sở dĩ không có lục địa nào trôi vào Thái Bình Dương là bởi mật độ tổng thể của khu vực này thấp hơn. Khi va chạm với các mảng lục địa khác, mảng Thái Bình Dương đã dần dần trượt xuống dưới các mảng ấy, tạo thành một vòng đai dài gần 40.000 km, gồm các rãnh sâu và vùng hút chìm. Đó chính là vành đai lửa Thái Bình Dương nổi tiếng. Khoảng 85% núi lửa hoạt động và 80% động đất trên trái đất đều tập trung tại khu vực này.